Chào các bạn nhé, đây là một cây thuốc có tác dụng khá là hay và thậm chí còn được sử dụng để làm rau ăn. Ngày trước ấy thì mọc khá là nhiều nhưng giờ thì không thấy nhiều nữa. Cây này có tên là cây rau mác, còn có tên gọi khác là rau chóc, hèo nèo, thủy từ cô. Cây rau mác này là một loại cây cỏ sống ở dưới nước, thân rễ dày dạng củ, lá thì có cuống dài và có bẹ to. Có hai dạng lá, một là loại lá nó thon dài, hai là loại lá nó chia thùy, hai mặt nhẵn, gân lá hình chân vịt. Thì các bạn chú ý cái lá của nó sẽ có hình dạng, một là nhỏ dài, còn hai là nó sẽ chia thùy ở cái chỗ gần cuống lá đấy, các bạn thấy không? Có hai cái nhánh nó ra nhỏ nhỏ và một nhánh to ra, nó xẻ ra như vậy, chia thùy như vậy. Và cái củ của nó thì chìm ở dưới đất, củ khá là nhỏ. Cụm hoa thì có cánh màu trắng. Cây này ấy thì nó không chỉ là mọc ở dưới nước đâu mà những nơi ẩm mát nó đều có thể xuất hiện. Thậm chí là còn xuất hiện cả trong vườn nữa cơ. Thường thì các bạn sẽ hay bắt gặp nó ở ngoài đồng ruộng hoặc là ao hồ, kênh mương. Về bộ phận sử dụng để làm thuốc ấy, thì mình lấy toàn bộ cái cây rau mác này luôn nhé. Còn về tính vị và tác dụng thì cây rau mác này có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, hơi độc. Vào ba kinh là tâm, can, phế. Có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, trừ thấp, giảm đau. Củ của cây rau mác được dùng để làm thuốc bổ dưỡng, cường tráng, cầm máu, chữa sản hậu, sót nhau, động thai, chóng mặt, đau nhói trong tim, ho, ho ra máu, liều dùng là từ 100 cho đến 200 gram sắc uống. Lá non thì được dùng để giã đắp để chữa mụn nhọt, lở ngứa, đinh độc, bệnh ngoài da, hôi nách, rắn cắn, ong đốt. Hoa thì được dùng để làm sáng mắt, trừ thấp, đinh độc, trĩ. Trong nhân dân thì còn dùng củ lá non và cuống lá. Thường được dùng để làm rau luộc ăn, xào hoặc là nấu ăn. Ngoài ra còn dùng cây rau mác này để chăn lợn nữa cơ. Để mà chữa khí hư hoặc là ho ra máu ấy, thì người ta dùng rau mác, dùng vài củ thôi. Đem về cạo sạch vỏ, giã nát, trộn với mật ong, hấp cách thủy cho chín, ăn lúc nóng. Cách làm này là dùng để chữa khí hư hoặc là ho ra máu nhé, đều sử dụng cách này được. Hoặc là các bạn cũng có thể là dùng dưới dạng thuốc sắc bằng cách là đem về sắc uống, mỗi lần là dùng 100 cho đến 200 gram sắc uống. Thì dùng dưới dạng thuốc sắc này các bạn cũng có thể dùng để chữa đau nhói trong tim, ho ra máu hoặc là chữa sản hậu, sót nhau động thai. Cũng có thể là dùng làm thuốc bổ cường tráng. Chỉ cần là đem cái củ rau mác này về sắc nước uống thôi. Liều dùng thì mỗi lần là từ 100 cho đến 200 gram.